Chào mừng quý vì và các bạn đến với chương trình Vì môi trường bền vững của kênh truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngành công nghiệp dệt may của nước ta hiện nay đang gặp thách thức lớn khi các thị trường xuất khẩu quan trọng đưa ra những yêu cầu về giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng. Đây được coi là hàng rào thương mại lớn nhất của ngành dệt may trong thời điểm hiện tại. Có thể nói giảm phát thải đang là thách thức lớn trong ngành dệt may, đòi hỏi ngành công nghiệp dệt may phải thay đổi công nghệ sản xuất hiện đại hơn, xanh hơn để từ đó có tính cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Thống kê mỗi năm cho thấy, ngành dệt may Việt Nam tiêu tốn 3 tỷ đô la Mỹ chi phí cho năng lượng sản xuất. Theo khảo sát về tình hình tiêu thụ năng lượng của ngành dệt may Việt Nam, chương trình tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương đã đánh giá mức độ lãng phí năng lượng của ngành này hiện trong khoảng từ 20 đến 25%. Toàn ngành có đến gần 200 doanh nghiệp dệt may thuộc diện doanh nghiệp trọng điểm, tiêu thụ 1.000 tấn CO2 quy đổi. Giá thành sản xuất đang là điểm yếu của doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Một phần nguyên nhân là do phần lớn doanh nghiệp dệt may trong nước có quy mô nhỏ và vừa, tiềm lực tài chính hạn chế nên vẫn duy trì hệ thống công nghệ sản xuất cũ, tiêu tốn năng lượng. Hiện 50% thiết bị ngành dệt nhuộm là máy móc đã cũ từ trước năm 1996. Tiêu tốn nhiều chi phí cho điện năng khiến ngành dệt may chưa phát triển kịp với nhiều nước trên thế giới. Cơ cấu sử dụng năng lượng của doanh nghiệp Việt Nam cho thấy chủ yếu là sử dụng năng lượng điện, chiếm 70%, năng lượng hóa thạch chiếm 29% và còn lại là năng lượng sinh khối. Việc sử dụng nhiều điện năng dẫn đến lượng phát thải lớn. Trong khi đó, quy trình kiểm soát năng lượng và tiết kiệm năng lượng chưa được các chủ doanh nghiệp quan tâm. Để giải quyết chuyện này thì chính phủ cũng có những chương trình của chính phủ, nhưng bản thân doanh nghiệp người ta cũng nhận thức được cái vấn đề này. Chúng ta tính toán như thế nào hoặc là sắp xếp như thế nào để chúng ta duy trì được cái khả năng cạnh tranh, đấy là điều vô cùng quan trọng. Mặt khác, tại nước ta hiện chưa có tiêu chuẩn đánh giá và công nhận sản xuất bền vững trong lĩnh vực dệt may, nên chưa có cơ sở để các doanh nghiệp triển khai đối chiếu và thực hiện. Khi mà những rào cản kỹ thuật về môi trường áp dụng cho ngành dệt may đã xuất hiện ngày càng rõ nét như mức tiêu thụ carbon, giảm thiểu phát thải carbon thông qua nhãn dán trên sản phẩm. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kém cạnh tranh của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số thị trường các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu cũng đã bắt đầu áp dụng rào cản kỹ thuật về môi trường để hạn chế nhập khẩu sản phẩm dệt may từ Việt Nam. Ngay các điều khoản trong các hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam đã ký kết và có hiệu lực, cũng như chuẩn bị có hiệu lực, đều đòi hỏi cam kết về các quy định trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong đánh giá năng lực của doanh nghiệp đối tác, nhiều thương hiệu lớn trên thế giới đã tính toán đến việc ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Có thể thấy, chìa khóa cho việc giảm phát thải trong ngành công nghiệp dệt may chính là tiết kiệm năng lượng. Thế nhưng đến nay, việc sử dụng năng lượng trong ngành dệt may chưa thực sự hiệu quả và tiết kiệm. Để cùng làm ra một giá trị sản phẩm như nhau, các doanh nghiệp Việt Nam phải tiêu tốn năng lượng gấp 1,5 đến 1,7 lần so với các doanh nghiệp của Thái Lan, Trung Quốc hay Malaysia. Cứ một đồng sản xuất thì ngành dệt may lại phải mất một đồng cho chi phí năng lượng. Theo một khảo sát của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, có 18 trên 20 doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm phải trả từ 22 đến 23 tỷ đồng Việt Nam cho tiền điện một năm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như công nghệ lạc hậu, các thiết bị sản xuất cũ kỹ và chậm đổi mới, tỷ lệ hao hụt quá nhiều trong khâu truyền tải, công tác quản lý việc sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp chưa được chú ý. In the sector, electricity bills are high and of course the CO2 emission is linked to energy consumption. So meaning the more energy you consume, the more CO2 emission you produce through your energy consumption. And in the case of the textile and garment sector, we made some estimates. So our estimation is that basically annually the sector consumes the energy production of your Hòa Bình hydropower plant, which is Vietnam's biggest hydropower plant. So it turns around 7.5 million megawatt hours per year, which is really significant. So I think it's quite an important issue to be addressed. Secondly, of course, we know that there are some industries who already started to establish measures because they see
energy saving pays off for them. Although it's an investment up front, but in the medium and long term it pays off because economically it's interesting to them. Trong chiến lược phát triển công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, một mục tiêu quan trọng là phát triển gắn với bảo vệ môi trường cùng xanh hóa trong sản xuất. Vì thế, các biện pháp xanh hóa sản xuất bằng việc tiết kiệm năng lượng, xử lý nước thải, tái chế phế phẩm đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Việc tiết kiệm năng lượng có thể được thực hiện trong hầu khắp các khâu từ quản lý đến sản xuất như hệ thống lò hơi, máy nén khí, động cơ, hệ thống quạt thông gió có motor đồng trục tiết kiệm năng lượng giảm tiếng ồn, lắp hệ thống skylight chiếu sáng, cải tiến thiết bị, quy trình công nghệ, hợp lý hóa kế hoạch sản xuất và kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm nước, đầu tư hệ thống hút bụi tại các phân xưởng, nhà máy dệt, dùng màu vải thừa tại các dây chuyền may để sản xuất đệm, sử dụng nước mềm tại các lò cấp hơi nên giảm được từ 3 đến 5% ô nhiễm không khí và tăng hiệu suất lò hơi, nâng cao ý thức tiết kiệm của nhân viên. Những giải pháp này khá đơn giản, vốn đầu tư thấp và dễ thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, tiêu thụ điện năng lại chủ yếu nằm ở các hệ thống máy móc lớn. Vì vậy, giải pháp giúp các doanh nghiệp tiết kiệm là sử dụng các máy biến tần hoặc tận dụng máy xưởng lớn để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Nếu áp dụng những phương pháp tiết kiệm năng lượng một cách đồng bộ, doanh nghiệp dệt may có thể tiết kiệm được khoảng từ 10 đến 20% chi phí năng lượng cho sản xuất. Tuy nhiên, giải pháp này đòi hỏi chi phí đầu tư lớn và lâu thu hồi vốn. Doanh nghiệp sản xuất hàng thể thao MXP hoạt động trong lĩnh vực may hàng thể thao xuất khẩu. Để kịp đáp ứng các đơn hàng lớn trên toàn cầu, hơn 10.000 công nhân cùng hệ thống máy móc của đơn vị phải hoạt động 24 trên 24 giờ, đồng nghĩa với việc tiêu thụ nguồn điện năng rất lớn. Dù áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, thế nhưng lượng điện tiêu thụ hàng tháng của nhà máy này vẫn lên tới hàng trăm triệu đồng. Với mục đích giảm phát thải, MXP đã trở thành doanh nghiệp dệt may Việt Nam đầu tiên ở miền Bắc đầu tư lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Khi hệ thống được đấu nối vào lưới điện, đi vào hoạt động đã giúp tiết kiệm tương đương 15% lượng điện tiêu thụ toàn nhà máy mỗi năm. Dự kiến trong khoảng 10 năm sẽ thu hồi vốn đầu tư. Hệ thống già năng lượng mặt trời tuy đòi hỏi vốn đầu tư lớn, nhưng lợi thế mà nó đem lại cho doanh nghiệp cũng không hề nhỏ. Thì con số này thì nó không phải là quá lớn. Đầu tư thu hồi vốn thì nó cũng mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu như tất cả các doanh nghiệp ở Việt Nam chúng ta đều áp dụng như thế này, như vậy là có thể là sẽ tiết kiệm rất nhiều. Có thể là mình sẽ không phải xây ra nhiều cái nhà máy thủy điện hoặc là nhà máy nhiệt điện, nó gây ra cái môi trường nó không được bền vững. Và khi chúng tôi đã được áp dụng cái năng lượng mặt trời vào, khi mà khách hàng đến thì người ta rất vui. Là cái gì là mình đã nhận thức được cái xu hướng chung thế giới. Khách hàng đã đặt hàng chúng tôi rất nhiều và cái việc chúng tôi sẽ cái tăng trưởng hàng năm của tôi là 120% trở lên là cứ đều đặn. Có thể thấy đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh với các đối thủ quốc tế. Tuy nhiên, nguồn vốn để các doanh nghiệp đầu tư lại là vấn đề đầu tiên mà các doanh nghiệp cần phải tính toán. Hiện nay thì chính phủ đã có quy định và cũng đã có những doanh nghiệp bắt đầu nghiên cứu để làm. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái gì đó, chẳng hạn như là doanh nghiệp nhận thức được nhưng mà tìm ai để tư vấn về chuyện này để có một cái giải pháp thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để suất đầu tư nó có thể ở cái mức hợp lý, người ta có thể chấp nhận, chẳng hạn như là suất đầu tư nó không phải cao lắm hoặc là người ta có một cái nguồn vốn nào đó vay với cái lãi suất ưu đãi hơn. Rõ ràng đấy là lĩnh vực mới thì chắc chắn chính phủ sẽ phải ưu đãi hơn, đúng không, để có cái vốn vay với lãi suất thấp hơn thì chi phí đầu tư nó sẽ nhỏ hơn. Và cái thứ ba, khi người ta sản xuất ra thì sản xuất ra điện thì người ta có thể sử dụng cho nhà máy người ta và người ta có thể bán được cho nhà nước, nó dễ dàng. Để cái chuyện đó thì tôi nghĩ là chắc là giữa chính phủ và các doanh nghiệp cũng phải cần một quá trình nữa để mà có thể đi đến những cái giải pháp tốt cho cái vấn đề này. Có nhiều năm thực hiện các chương trình như nghiên cứu tình hình sử dụng năng lượng, hỗ trợ thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải trong may mặc và sản xuất công nghiệp. Đại diện của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã có những chia sẻ về các hành động mà doanh nghiệp Việt Nam có thể làm để giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh. I think we addressed also the question on how to finance that. And so there are also some ideas we are generating together with the government and development banks on approaches to encourage the industry to actually
have facilitated conditions for the investment. Of course, you should always also, of course, look at the demand side, and there is quite a demand also from the German side, but also in general from the demand sector for sustainable products or products that were produced in a more sustainable way, not only with regard to energy consumption, but also with regard to other ecological and social standards. So I think it's very important to have that in mind and to see this more as a global approach to more sustainable production. So if you really want to go in this direction, we recommend an approach by the associations and the companies all together, which we are now preparing also to support together with the government. Những giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải hiệu quả tuy không đơn giản để thực hiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may nói riêng và lĩnh vực khác nói chung. Nhưng các doanh nghiệp cần xác định giảm phát thải là một trong những biện pháp tiên quyết để chủ động ứng phó với rào cản kỹ thuật được các nước dựng lên ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp phải chủ động tiếp cận chính sách, các bộ ngành liên quan cũng cần phải xây dựng quy định tiêu chuẩn năng lượng tối thiểu cho từng lĩnh vực. Cần có cơ chế bảo lãnh của các ngân hàng trong việc cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư công nghệ, tạo cơ hội cho doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật, từng bước hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới.